Chào mừng tất cả các con học sinh lớp 4 và lớp 5 trên toàn quốc yêu quý. Tu ha và cô Ngọc Lan rất muốn đồng hành, chia sẻ với các con và hướng dẫn các con những dạng toán khó hơn dạng toán cơ bản một chút. Dạng toán này các con sẽ sử dụng khi thi vào những trường chất lượng cao. Dạng toán ấy được học như thế nào và cách làm của chúng ra sao, cô mời các con cùng tìm hiểu dạng toán hai hiệu số. Cô có nội dung bài tập số 1 như sau. Cô giáo chia vở cho học sinh. Nếu chia mỗi bạn 8 quyển vở thì thừa 12 quyển vở. Nếu chia cho mỗi bạn 10 quyển vở thì thừa 2 quyển vở. Hỏi cô giáo có bao nhiêu quyển vở và bao nhiêu em được chia vở. Các con cùng lắng nghe lại một lần nữa bài tập số 1 nhé. Cô giáo chia vở cho học sinh, nếu chia cho mỗi bạn 8 quyển vở thì thừa 12 quyển vở. Nếu chia cho mỗi bạn 10 quyển vở thì thừa 2 quyển vở. Hỏi cô giáo có bao nhiêu quyển vở và bao nhiêu em được chia vở. Bài toán này tại sao gọi là toán hai hiệu số và tìm nó như thế nào cô sẽ mời các con lần lượt phân tích qua phần tóm tắt với cô ngọc lan để rồi tìm hiểu và giải bài tập này bài tập này cho chúng mình biết điều gì các con bài toán cho chúng mình biết hai dữ kiện dữ kiện thứ nhất là cô giáo có một số quyển vở đây là đoạn cô biểu diễn tổng số quyển vở mà cô giáo có. Nếu tổng số quyển vở này mà đem chia cho mỗi bạn 8 quyển vở thì còn thừa 12 quyển. Như vậy, nếu chia cho mỗi bạn 8 quyển vở thì còn thừa 12 quyển. Như vậy, đoạn từ đây đến đây chính là số quyển vở đủ chia cho mỗi em 8 quyển. Và đoạn này là đoạn màu trắng đó là số quyển vở còn thừa thừa 12 quyển dữ kiện đó là dữ kiện đầu tiên các con nhé bài toán còn cho biết dữ kiện nào nữa chúng mình cùng tìm hiểu tiếp bài toán cho biết vẫn tổng số quyển vở ấy nếu như mà chia cho mỗi em 10 quyển vở thì còn thừa hai quyển vở như vậy đây nếu cô đem tổng số vở ấy mà chia cho mỗi em 10 quyển thì cô sẽ còn thừa hai quyển vở. Đấy chính là dữ kiện thứ hai của bài toán. Cô nhắc lại, dữ kiện thứ nhất là số vở này nếu đem chia cho mỗi em 8 quyển thì còn thừa 12 quyển. Còn nếu đem chia cho mỗi em 10 quyển thì còn thừa hai quyển. Bài toán hỏi chúng mình điều gì các con? Bài toán hỏi là cô giáo có bao nhiêu quyển vở và có bao nhiêu em được chia vở. Đấy chính là yêu cầu của bài toán mà chúng ta phải thực hiện. Vậy làm thế nào bây giờ? Và tìm thế nào để gọi là bài toán hai hiệu số? Thì cô sẽ gợi ý với các con để chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên này, các con sẽ quan sát xem đây chính là tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 8 quyển, là đoạn màu vàng từ đây đến đây. Cô sẽ tô lại đoạn đấy bằng màu xanh. Các con nhìn xem, đây là tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 8 quyển. Từ vị trí này đến vị trí này. Đấy là một dự kiện nhá. Các con lại tiếp theo sang đến phần dưới, cô lại có tổng số quyển vở cũng là phần màu xanh. Các con nhìn thấy chưa nào? Đây là tổng số quyển vở để đủ chia hết cho mỗi em 10 quyển. Và bây giờ thì mình sẽ thấy xuất hiện một đoạn màu đỏ. Đoạn này chính là gì? Đoạn này chính là hiệu tổng. Hiệu tổng này là bao nhiêu quyển? Như vậy chúng mình có hiệu đầu tiên. Cô nhắc lại, đấy là hiệu tổng. Các con cùng quan sát cô viết hiệu đầu tiên nhé hiệu tổng hiệu tổng ở đây là bao nhiêu và hiệu tổng nó là cái gì hiệu tổng ở đây chính là tổng số quyển vở đủ chia cho mỗi em 10 quyển vở hơn tổng số quyển vở đủ chia hết cho mỗi em 8 quyển vở thì đoạn từ đây đến đây chính là hiệu tổng. Đấy là hiệu thứ nhất. Mà muốn tìm hiệu tổng này, các con có tìm dễ dàng được không? Hiệu thứ hai đó là hiệu lẻ. Hiệu đơn lẻ, tại sao cô lại gọi là hiệu đơn lẻ? Cô gọi thế này để các con dễ nhận ra hiệu đơn lẻ. Hiệu đơn lẻ là bao nhiêu? Và hiệu đơn lẻ là cái gì? Hiệu đơn lẻ ở đây chính là một bạn được chia 10 quyển vở. Hơn một bạn được chia 8 quyển vở. Số quyển vở là lúc đấy thì mỗi một bạn thì chỉ hơn nhau là hai quyển thôi. Khi đó ta lấy 10 trừ đi 8 bằng hai quyển. Hai quyển ấy nó chính là hiệu lẻ. Và như vậy mình sẽ có hiệu tổng và hiệu lẻ xuất hiện hai hiệu số sau khi xuất hiện được hai hiệu số thì chúng ta làm thế nào cô mời các con cùng vào bài giải với cô ngọc lan bài giải cô chào mình đi tìm hiệu thứ nhất trước đã là hiệu tổng nhé bằng cách cô tìm tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 10 quyển. đủ chia hết cho mỗi em 10 quyển. Đây là đoạn mà tổng số vở từ vị trí này đến đây chính là tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 10 quyển. So sánh với tổng số vở là đoạn màu xanh ở phía trên này là đủ chia hết cho mỗi em 8 quyển. Cô sẽ có này, tổng số quyển vở đủ chia hết cho mỗi em 10 quyển hơn. Tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 8 quyển. cho mỗi em 8 quyển vở là Khi đó các con sẽ tìm đoạn màu đỏ này chính là tổng số vở mà số đủ chia hết cho 10 hơn số đủ chia hết cho 8. Vậy thì tổng số vở ở chỗ này sẽ là bao nhiêu? Các con quan sát đoạn từ đây đến đây, các con nhìn thấy là 12 chưa nào? Nếu các con trừ đi cái đoạn từ đây đến đây là hai quyển, vậy con có ra đoạn màu đỏ này không? Vậy thì hiệu tổng của chúng mình sẽ chính là 12 trừ đi 2 và bằng 10 quyển. 10 quyển vở này chính là hiệu đầu tiên là hiệu tổng. Bây giờ chúng mình sẽ phải đi tìm hiệu đơn lẻ. Hiệu đơn lẻ ở đây chính là một em. Được chia 10 quyển vở hơn một em được chia 8 quyển vở được chia 8 quyển vở số vở là Các con thấy mà đây là so sánh hiệu đơn lẻ giữa một bạn được chia 10 quyển vở với một bạn được chia 8 quyển vở thì hơn nhau sẽ là 10 trừ 8 và bằng 2 quyển vở. Chúng mình đã xuất hiện hai hiệu rồi đấy hiệu thứ nhất là hiệu tổng và hiệu thứ hai là hiệu đơn lẻ hiệu tổng là tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 10 quyển vở hơn tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 8 quyển vở là lúc đó cô sẽ lấy 12 2 bằng 10 quyển vở một em được chia 10 quyển vở thì hơn một em được 8 quyển vở số vở là lúc đó lấy 10 trừ 8 bằng 2 quyển. Và đến đây thì ta lại có bài toán rút về đơn vị rồi. Các con sẽ thấy chúng mình sẽ tìm được xem là có bao nhiêu em được chia vở bằng cách. Các con sẽ thấy bài toán như sau. Bây giờ các con sẽ thấy ở đây là một bạn, một học sinh thì hơn là hai quyển vở. Đúng không nào? Một học sinh cô ghi là một em đi một em thì hơn là hai quyển cứ một em thì hơn là hai quyển bây giờ tổng số mình có hơn là 10 quyển tổng mình hơn là 10 quyển Vậy thì mình sẽ dễ dàng tìm được là có bao nhiêu em không các con? Vậy đây có phải là bài toán mà chúng mình vẫn thường học đơn giản hàng ngày? Một em thì hơn 2 quyển, bây giờ có hơn 10 quyển. Thì đố các con biết là sẽ có bao nhiêu em? Chúng mình làm như thế nào? Rõ ràng muốn biết được là bao nhiêu em thì chúng mình chỉ lấy 10 chia cho 2, như vậy chúng mình lấy hiệu tổng chia cho hiệu lẻ, mình sẽ ra số em và bài toán đã được giải quyết đơn giản rồi. Số em. Được chia vở là Các con sẽ thấy đấy, chúng mình sẽ lấy hiệu tổng đầu tiên này là 10 này chia cho hiệu đơn lẻ là 2 này, chúng mình sẽ ra là 5 em. Đến đây thì bài toán đã được thực hiện dễ dàng rồi, có 5 em được chia vở, vậy thì sẽ có bao nhiêu quyển vở? Số quyển vở cô giáo có là Ở phần này chúng mình sẽ có hai cách thực hiện. Nếu như mỗi em 8 quyển, có 5 em, mỗi em được 8 quyển. Thì 8 x 5 thì việc cộng thêm với 12 quyển thừa. Chúng ta mới ra số vở của cô giáo có là 52 quyển. Các bạn có thể giải bằng một cách khác nữa. Đó là 2 hoặc là hoặc Nếu như mỗi em 10 quyển vở Thì sẽ là 10 x 5 Và cộng thêm 2 quyển còn thừa Chúng mình cũng ra là 52 quyển vở Đến đây thì các con tự đáp số bài toán được một cách dễ dàng rồi, đúng không nào? Vậy thì bài toán các con thấy không? Trở thành bài toán đơn giản với hai hiệu số xuất hiện. Hiệu thứ nhất được gọi là hiệu tổng, là tổng số đủ chia cho 10 so với tổng số đủ chia cho 8, chính là hơn 10 quyển. Hiệu thứ hai là hiệu đơn lẻ, là một em được chia 10 quyển hơn với một em được chia 8 quyển số quyển vở là thì nó chính là hai quyển và từ đó mình đưa về dạng toán rút về đơn vị các con sẽ tìm ra số em như bình thường các con lắng nghe cô đọc lại lời giải bài giải tổng số quyển vở đủ chia hết cho mỗi em 10 quyển hơn tổng số vở đủ chia hết cho mỗi em 8 quyển vở là 12 trừ 2 bằng 10 quyển vở. Một em được chia 10 quyển vở thì hơn một em được chia 8 quyển vở, số vở là 10 8 bằng 2 quyển vở. Số em được chia vở là lấy hiệu thứ nhất là hiệu tổng là 10, chia cho hiệu đơn lẻ là 2 ta được 5 em. Số quyển vở cô giáo có là 8 x 5 cộng 12 bằng 52 quyển. Hoặc là các con có thể lựa chọn cách khác. Đó là nếu mỗi em được 10 quyển thì 5 10 nhân 5 và cộng với hai quyển còn thừa, chúng mình cũng ra 52 quyển. Bài toán các con thấy có đơn giản không? Cô Ngọc Lan chúc các con làm bài này thật là tốt và cô đã hướng dẫn các con một bài toán chiều tượng hơn với những bài toán cơ bản mà các con đã được học rồi đấy. Cô Ngọc Lan còn muốn các con vận dụng vẫn bài toán hai hiệu số sau một bài toán nữa đó là ví dụ như thế nào và nó có khó hơn bài này không cô mời các con lại tiếp tục theo dõi chia sẻ của cô ở một video tiếp nhé cô chào các con